Thưa chú, là do cháu vô dụng. Chúng ta vốn đã sắp sửa lập được công lớn, nhưng mà cháu không hiểu rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào. Yoshio, cháu đã vất vả rồi. Có thể trốn thoát được khi ở giữa Dương Chí Hoa và Đỗ Thanh Minh đã là trong cái rủi có cái may rồi. Được rồi, không nói nữa. Về nghỉ ngơi đi. Vâng. Chị Mộ Lan, chị Mộ Lan, chị xem thuốc sắp hết rồi, phải làm sao đây? Còn rất nhiều thương binh đợi để dùng thuốc nữa. Em cứ đi trước, chị sẽ nghĩ cách. Dạ vâng. Bác sĩ Lý, bác sĩ Lý, chỉ đạo viên, mọi người đến rồi sao? Chúng tôi đến thăm các thương binh, tiện đem theo chút đồ thăm hỏi. Cảm ơn nhé. Tình hình thế nào rồi? Chỉ đạo viên, hiện giờ chúng ta không có đủ thuốc, thương binh căn bản sẽ không nhận được điều trị tốt. Vậy phải làm sao đây? Không thể khoanh tay đứng nhìn các đồng chí hy sinh được. Chỉ đạo viên, tôi muốn vào thành một chuyến. Vào thành lấy thuốc sao? Chỉ đạo viên, lần trước bộ đội anh em có lấy được một lô thuốc, nhưng mà không vận chuyển từ trong thành vào được. Tôi muốn cải trang vào thành, lấy một ít thuốc về. Hiện giờ vào thành quá nguy hiểm, cô đừng tự mình đi thì hơn. Cùng lắm thì tôi phái vài chiến sĩ đi lấy. Vậy anh chuẩn bị phái ai đi? Chính là hai cậu ấy. Được, vậy tôi dặn dò hai cậu một chút. Quan trọng nhất là penicillin. Các cậu có biết penicillin là cái gì không? Không biết. Chỉ đạo viên, hai cậu ấy căn bản không biết tên thuốc, đi rồi cũng không lấy về được. Hay là thế này đi, tôi để hai cậu ấy đi cùng cô. Hai người các cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho bác sĩ Lý, không được có bất kỳ sơ suất gì. Được, đúng rồi. Bác sĩ Lý, lão Dương biết chuyện này không? Chỉ đạo viên, gần đây anh ấy rất bận, lại nhiều chuyện phiền lòng. Tôi thấy chuyện này đừng nói cho anh ấy biết, để cho anh ấy yên tĩnh đi. Cũng được. Vậy chúng tôi đi chuẩn bị đây. Tạm biệt. Lão Dương. Chỉ đạo viên, tiểu đoàn trưởng Dương đâu? Anh ấy không ở đây, bị lữ đoàn trưởng gọi đi họp rồi. Vừa đi xong, đi đúng lúc thế không biết. Chỉ đạo viên, sao thế? Bác sĩ Lý muốn vào thành lấy thuốc cho thương binh, nên tôi tới tìm lão Dương để bàn bạc đây. Ngọc Bình, đừng trách tôi lâu thế mới đến thăm cô. Là tôi không có dũng khí đối mặt với cô. Đối diện với Sơn Hà, tôi nợ cả nhà cô. Cô cho rằng đời này tôi chỉ có Tiểu Hoa, thế nên cô thà hy sinh Sơn Hà cũng phải thay tôi giữ lấy Tiểu Hoa. Cô cho rằng cho dù Sơn Hà có chết thì vẫn còn Tiểu Hoa. Dương Chí Hoa anh ấy ít nhất vẫn còn huyết mạch. Nhưng mà Ngọc Bình, xin lỗi, là tôi quá ích kỷ. Tôi không thể nói cho cô biết, Tiểu Hoa không phải là cốt nhục của Dương Chí Hoa. Bao nhiêu năm nay anh ấy vì danh dự của tôi và Tiểu Hoa, cam tâm tình nguyện làm bố của Tiểu Hoa, yêu thương nó, quan tâm nó. Những gì tôi nợ cả nhà cô, cả đời này tôi cũng không trả nổi. Ngọc Bình,
Tôi rất muốn người nằm ở đây là tôi. Nếu như cái chết của tôi có thể đổi lại sự đoàn tụ của một nhà ba người của cô, thì tôi nghĩ sẽ không hề do dự mà kết thúc tính mạng của mình. Yamaguchi Anh Dũng Thiện Chiến là một danh tướng của đế quốc ta. Trong chiến trường tại Trung Quốc lần này cũng đã từng đánh lui quân đội Quốc Dân Đảng, vậy mà bây giờ bại trong tay Bác Lộ Quân. Thật đúng là nỗi nhục của quân nhân. Bác Lộ Quân cực kỳ xảo quyệt, tuyệt đối không thể coi thường. Tôi đã cùng quân đội này giao đấu nhiều lần, vẫn chưa thể thành công. Đây đúng là một đội quân khó đối phó. Dương Chí Hoa khiến chúng ta tổn thất không ít. Edano, đây là học trò do anh dạy dỗ, là rắc rối rất to mà anh tạo ra cho chúng ta. Dương Chí Hoa là học trò của anh chắc phải biết làm thế nào để đối phó với hắn chứ. Trải qua trận chiến vừa rồi, quân đội của Bác Lộ Quân nhất định đã rất mệt mỏi, tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Vào lúc này, tiến hành càn quét căn cứ của Bác Lộ Quân, có lẽ sẽ đạt được kết quả không ngờ đến. Điều động quân đội hùng hậu, trực tiếp càn quét. Ngày mai tôi sẽ đi đến Bộ Tư lệnh Hoa Bắc báo cáo, xin tiến hành càn quét quy mô lớn vào căn cứ điểm của Bác Lộ Quân, nhân dịp này tiêu diệt sự uy hiếp của Đảng Cộng sản đối với Hoàng quân. Đúng rồi, vừa nhận được tin tình báo, phát hiện cứ điểm bí mật của Bác Lộ Quân ở trong thành. Còn có chuyện này nữa sao? Ngày mai tôi sẽ phái người đi xóa sạch cứ điểm đó. Không, không được rút dây động rừng. Chỉ xóa sạch cứ điểm thì không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta phải thả con tép bắt con tôm. Chuyện này cứ giao cho Yoshio đi làm là được rồi. Ita, anh cứ an tâm chuẩn bị chiến sự về Bác Lộ Quân đi. Mộ Lan, Mộ Lan, lúc nãy anh ở ban chỉ huy tiểu đoàn có nghe em muốn vào thành lấy thuốc. Đúng thế, ban chỉ huy lữ đoàn đã phê chuẩn rồi. Phái Lạc Thiên và Tiểu Vũ đi cùng tôi. Trong thành nhiều bọn Nhật như thế, em đi nguy hiểm lắm. Có gì nguy hiểm chứ? Tôi là phụ nữ, giả dạng một chút thì bọn Nhật không dễ gì phát hiện đâu. Hơn nữa hiện giờ đội y tế không còn thuốc nữa rồi. Tôi đâu thể nhìn các chiến sĩ chờ chết chứ. Đội y tế các em không phải lần đầu tiên không có thuốc. Tại sao nhất định phải là em đi chứ? Không phải đều là Tiêu Phỉ đi sao? Lần này không giống. Bộ đội anh em có lấy được một lô thuốc, có khá nhiều loại. Tôi biết thiếu thuốc gì nên tôi đi thì tốt hơn. Vậy được, nếu em nhất định phải đi thì anh đi cùng em. Không cần đâu, có hai cậu ấy là đủ rồi. Nhiều người lại thành ra rắc rối. Trung đoàn pháo bên anh bận như vậy, anh đi làm việc đi. Tôi đi trước đây. Tiểu Vũ, cậu cứ quay đầu lại nhìn cái gì thế? Sao tôi cứ có cảm giác có người đi theo sau chúng ta? Đâu có đâu, cậu đừng lo sợ nữa. Hai người các cậu xì xầm cái gì thế? Mau đi thôi. Bác sĩ Lý chắc là ở đây rồi. Lát nữa tôi vào cùng với Tiểu Vũ. Cậu ở ngoài canh, có chuyện gì thì phát tín hiệu. Vâng. Đi thôi, chú ý an toàn. Xin chào ông chủ. Tháng trước tôi có đặt ở đây một lô tơ lụa. Hàng đã về chưa? Hàng về rồi, chỉ đợi ủi xong là đem ra làm thôi. Ông chủ, cho bình trà. Có gì ăn không? Quan khách, anh ăn gì? Gì cũng được. Cảm ơn. Còn có một lô hàng nhập khẩu, hàng lên dạ cô có lấy không? Càng nhiều càng tốt. Tiểu Trần, hôm nay chúng ta đóng cửa. Được thôi, trưởng quầy. Cậu ra cửa sau canh đi. Vâng. Đi từ từ nhé.
lần sau lại đến nhé. Cô là đồng chí Lý Mộ Lan đúng không? Xin chào trạm trưởng Tống. Cô có thể gọi tôi là Lão Tống. Nào, đi theo tôi. Trưởng quan Yoshio, chính là cửa hàng may đó. Tôi đã quan sát một tuần rồi. Hôm nay có người lạ mặt đến. Tổng cộng là có mấy người? Bên trong có ít nhất 5 người. Kỳ lạ hơn là người phụ nữ đó vừa vào thì bọn họ liền treo biển đóng cửa. Được, đừng vội rút dây động rừng. Rõ, anh đi thông báo cho đội hiến binh và đội bảo an trong thành. Gọi bọn họ đến bao vây chặt nơi này cho tôi. Rõ, đi đi. Hôm nay tôi nhất định phải bắt sống chúng. Đi thôi. Cậu ra phía sau canh đi. Được. Đây là số thuốc lấy cho đoàn huấn luyện lần trước. Chỗ còn lại đấy. Mọi người xem. Có thể dùng được thì đem hết đi. Tốt quá rồi. Đây là thuốc mà chúng tôi cần. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn. Mau bọc lại đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Bọn Nhật đến rồi, đi thôi. Chỉ cần đem được chỗ thuốc này ra khỏi thành là an toàn rồi. Cảm ơn anh. Trạm trưởng, bọn Nhật đến rồi. Đi bằng cửa sau. Lão Tống, Lão Tống, cửa sau bị bọn Nhật bao vây rồi. Vì đồng chí này, cậu yểm hộ cho đồng chí Mộ Lan. Chúng ta liều mình với chúng. Yểm hộ cho tôi, rõ. Lâm Hải Ba. Xông vào bắt người. Lục soát. Cướp! Có cướp! Làm gì thế? Cướp! Cướp! Mau lên! Cướp! Giúp tôi với! Đừng nổ súng, đừng. Sĩ quan huấn luyện Đỗ bảo sao tiểu vũ cứ có cảm giác có người đi theo chúng tôi. Thì ra là anh sao? Không có thời gian nữa, mau chóng lấy hết trang bị của chúng. Vâng. Ah!
Tiểu Vũ, mau rút lui. Đi thôi Tiểu Vũ. Thiếu tá, chúng ta có cần vào không? Đừng vội. Đợi bọn chúng đánh gần xong rồi chúng ta vào thu dọn tàn cuộc. Mộ Lan, sao anh lại đến đây? Mộ Lan, em không bị thương chứ? Không hỏi nhiều nữa, mau chóng rút lui thôi. Lạc Thiên, đừng hiếu chiến nữa, nhanh rút thôi. Mau rút lui, đi thôi. Đuổi theo. Tình hình không ổn, xông vào đi. Nhanh lên, mau rút lui. Đuổi theo cho tôi. Đi thôi. Nhanh lên. Nhanh lên. Bốn người các anh sang bên đó. Số còn lại đi theo tôi. Rõ. Đã nhìn rồi, không có ai cả. Hiện giờ bên ngoài tình hình đang căng thẳng, chúng ta núp tạm ở đây. Không ai bị thương chứ? Không sao. Thế nào rồi? Báo cáo thiếu tá, mất dấu mục tiêu rồi. Vâng, vô dụng. Có phải đào ba tấc đất thì cũng phải tìm ra bọn chúng cho tôi. Rõ, đi đi. Tiểu Vũ, để ý kỹ nhé. Vâng. Thế nào, hối hận rồi phải không? Không cho em đi, em cứ đòi đi. Tôi cũng không thể mở to mắt nhìn các chiến sĩ không có thuốc chờ chết được. Đều tại tên khốn Lâm Hải Ba đó. Anh cười cái gì? Nghĩ thấy cũng tốt. Nói sao đi nữa, nếu như phải chết thì chúng ta cũng chết cùng nhau. Đỗ Thanh Minh, anh không còn giống như một nam tử Hán mà trước đây tôi từng biết nữa rồi. Đường đường chính chính, không sợ trời không sợ đất. Hiện giờ sao anh lại dễ dàng từ bỏ như thế? Em vẫn còn nhớ anh của trước đây sao?
Chỉ là tôi không muốn chết ở đây. Ở nhà tôi còn có con trai đang đợi tôi. Yên tâm đi. Lục soát từng nhà cho tôi, nhanh lên. Sĩ quan Đỗ, không thể đợi tiếp được nữa, chúng ta phải mau chóng di chuyển thôi. Lạc Thiên, cậu bảo vệ Mộ Lan. Được. Tiểu Vũ, đi cùng tôi một chuyến. Thanh Minh, cẩn thận đấy. Tiểu Vũ, các cậu phải thật cẩn thận có biết chưa? Yên tâm, yên tâm. Đi thôi. Hai anh qua bên đó, những người khác qua bên kia. Còn anh, đi theo tôi. Mộ Lan, mở cửa, là anh đây. Sĩ quan Đỗ, đừng nhiều lời, đi theo tôi, nhanh lên. Nhanh lên. Mộ Lan, ngồi vững nhé. Trưởng quan, thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được người. Cái gì? Các anh làm ăn kiểu gì thế? Bao nhiêu người thế này mà có vài người cũng không tìm ra. Chúng tôi đã tìm tất cả các ngõ ngách nhưng mà vẫn không tìm thấy người. Nhanh, gục xuống. Dừng lại. Dừng xe lại. Lục soát. Nhanh lên, ngăn chiếc xe đó lại cho tôi. Những người khác lên xe, mau lên xe. Nhanh lên, nhanh lên. Ngồi chắc nhé.
Mộ Lan, Mộ Lan, em không sao chứ? Không sao, nhanh lên, xuống xe. Bọn Nhật đến rồi, mau xuống xe. Rõ. Hai cậu có bị thương không? Không có. Nhanh lên, đi thôi. Xuống xe, đuổi theo cho tôi. Nhanh lên. Mộ Lan, cẩn thận. Mộ Lan, Mộ Lan, Mộ Lan, Mộ Lan, em bị thương rồi. Mộ Lan, Mộ Lan. Sĩ quan Đỗ, anh đưa bác sĩ Lý rút lui trước đi, tôi yểm hộ cho. Xông lên cho tôi, nhanh lên. Sĩ quan huấn luyện Đỗ, chỉ đạo viên đến cứu chúng ta rồi. Thanh Minh, tôi thấy bác sĩ Lý vào thành, lâu như vậy mà vẫn chưa về, là tôi biết có chuyện đã xảy ra. Tôi không sao. Thuốc, 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 hộp thuốc, thiết đầu, đem hộp thuốc lại đây, rõ. Nhanh, dù bác sĩ Lý đi mau. Những người khác, chặn phía sau cùng tôi. Quân tiếp ứng của bác Lộ Quân đến rồi. Rút, mau rút lui, mau rút lui. Thanh Minh, Thanh Minh. Mộ Lan sao rồi? Đang phẫu thuật. Anh cũng thật là. Mộ Lan vào thành, anh lén đi theo cô ấy thì cũng thôi đi. Tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, không cho người đi gọi anh quay lại rồi. Anh thì hay rồi. Anh để ý cô ấy kiểu gì vậy? Sao cô ấy vẫn bị thương chứ? Anh nói kiểu gì thế? Là ai phái cô ấy đi? Trong thành nguy hiểm thế nào các anh không biết sao? Đàn ông bác Lộ Quân nhiều như thế, dựa vào cái gì mà phái cô ấy đi? Tôi nói này, lần nào cũng là cô ấy đi, nhưng đều không sao hết. Sao vừa đi cùng anh là xảy ra chuyện rồi? Cái gì mà đi cùng tôi? Là tôi đi theo cô ấy mà. Bố ơi, bố ơi, mẹ sao rồi? Mẹ không sao chứ? Không sao đâu, mẹ không sao đâu. Đã xong chưa? Mộ Lan, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Không sao. Tiểu Hoa ngoan, mẹ không sao đâu. Mộ Lan, em sao rồi? Đều tại anh Mộ Lan. Là anh không thể chăm sóc tốt cho em. Tôi không sao. Bản thân tôi là bác sĩ, nên tôi biết. Em nhất định phải cố gắng lên. Rút cuộc cô ấy thế nào? Các anh yên tâm đi. Chỗ chị ấy bị thương không phải chỗ hiểm. Mảnh đạn đã được ghép ra rồi, không có gì đáng ngại đâu. Tôi đưa chị ấy đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Các anh đừng đi theo nữa. Ở đây có y tá, có bác sĩ. Các anh đi theo sẽ làm phiền chị Mộ Lan nghỉ ngơi. Dương Chí Hoa, làm phiền anh giúp em chăm sóc cho con. Em nói gì thế, phiền cái gì chứ? Đây là con trai của anh, em yên tâm đi. Anh chăm sóc con cho, em yên tâm dưỡng bệnh đi. Về nhà cùng bố nhé. Mẹ ơi, đi nào, về nhà với bố. Báo cáo, vào đi. Chú, là cháu vô dụng. Tuy cháu đã đoán đúng ý đồ của địch, nhưng mà vẫn thất bại, không bắt được Đỗ Thanh Minh và Lý Mộ Lan. Ai mà chả có lúc phạm sai lầm? Không phải Đỗ Thanh Minh đã từng trốn thoát khỏi tay chú đấy sao? Chuyện này không thể trách cháu được. Nhưng mà cháu nhớ lấy, thù hận giữa chúng ta và chúng, chú sẽ trả lại cho bọn chúng gấp 10 lần.
Mộ Lan, đều tại anh không tốt. Anh không thể bảo vệ tốt cho em. Em biết không, nhìn thấy em bị thương, anh còn đau lòng hơn là bị đạn bắn xuyên tim. Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏe lại nhé. Anh sẽ ở cạnh em. Từ nay về sau, từ nay về sau anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em nữa. Thanh Minh, cảm ơn anh. Đông cứng cả đêm ở đây mà vẫn chưa đi sao? Tôi không yên tâm về cô ấy, muốn ở bên cô ấy nhiều hơn. Về đi, để tôi thay anh. Trung đoàn còn có nhiều việc lắm, anh đi làm việc đi. Anh yên tâm đi, dù gì cũng phải thay quần áo trên người đi chứ. Về trước đi. Vậy tôi về thay đồ rồi lại đến. Được. Chí Hoa, Đỗ Thanh Minh vừa đi rồi. Đứng ở bên ngoài trực cả đêm cho em. Em biết, em đã tỉnh từ lâu rồi. Nếu sớm biết thế này thì lúc đầu anh cùng em vào thành cho rồi. Em xem, em bị thương thật đây này. Không sao, em là chiến sĩ của bác Lộ Quân, bị thương một chút cũng là điều đương nhiên. Mộ Lan, hiện giờ Ngọc Bình mất rồi, Sơn Hà cũng mất rồi. Em phải nhớ, em là người thân duy nhất còn lại của anh trên cõi đời này. Sau này có chuyện gì nguy hiểm, em bàn bạc thương lượng cùng anh có được không? Chí Hoa, em muốn hỏi anh, anh lo cho em như thế, chẳng lẽ chỉ vì lời nhờ cậy của anh trai em thôi sao? Anh vẫn là bố của Tiểu Hoa mà đúng không? Nhưng Tiểu Hoa không phải là con ruột của anh. Chí Hoa, Sơn Hà mất đều tại em cả. Em có lỗi với anh. Chuyện này không trách em được. Mộ Lan, Trước khi em quyết định rốt cuộc em và Đỗ Thanh Minh có quan hệ gì, Thì anh chính là bố của Tiểu Hoa, là bố ruột. Cảm ơn anh Chí Hoa. Chí Hoa, chính ủy. Thế nào rồi, vết thương đã khỏi chưa? Đỡ nhiều rồi. Tôi không sao, vết thương nhỏ, qua vài ngày là khỏe thôi. Thật vất vả cho cô quá, giúp quân đội chúng ta lấy thuốc, còn bị thương nữa. Tôi và lữ đoàn trưởng đã bàn bạc rồi, ghi công cho cô, đã báo lên ban chỉ huy sư đoàn rồi. Chính ủy,
Anh xem tôi đi lấy ít thuốc cho bộ đội, cũng là vì muốn cứu các chiến sĩ, không cần phải lập công gì đâu. Cái này thì tôi biết, nhưng có công thì phải thưởng. Cô nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau tôi lại đến thăm cô. Vâng, Chí Hoa, ra ngoài nói chuyện đi. Được, đi đi. Dương Chí Hoa, chuyện đánh bại đội Yamaguchi cậu tự ý xuất binh, cũng không báo cáo lại với ban chỉ huy lữ đoàn là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Niệm tình cậu đã tiêu diệt toàn bộ đại đội Yamaguchi, nên tổ chức cảnh cáo cậu bằng lời nói một lần. Tôi chấp nhận xử lý từ tổ chức. Hôm nay tôi đến, còn một chuyện muốn nói với cậu. Xét thấy tiểu tử cậu vẫn luôn biểu hiện rất tốt, đảng ủy lữ đoàn đã xem xét và quyết định thăng chức cho cậu, để cậu làm trung đoàn trưởng của trung đoàn Tân Thất. Hai ngày này cậu bàn giao lại việc của tiểu đoàn, rồi đi nhậm chức đi. Vâng, cảm ơn tổ chức đã tin tưởng tôi. Nhưng mà làm trung đoàn trưởng thì được, nhưng mà tôi một là không cấp người, hai là không cấp súng, cậu phải tự mình nghĩ cách. Vậy tôi còn là trung đoàn trưởng gì nữa? Đây không phải chỉ làm cảnh thôi sao? Hiện giờ bộ đội đang mở rộng, ở đâu cũng thiếu người thiếu súng. Được thôi, dù sao, cho dù là lính hay là súng, trước giờ anh cũng khi nào cấp đủ cho tôi đâu. Nhưng mà có điều này, tiểu đoàn pháo binh của tôi nhất định phải đi cùng. Cái này thì được, tiểu đoàn pháo binh vẫn luôn do cậu dẫn dắt. Để cậu dẫn đội trong lòng tôi thấy yên tâm. Nhưng mà hiện giờ cậu là trung đoàn trưởng rồi, không chỉ phải chú trọng pháo binh, mà cũng phải chú trọng vào bộ binh nữa, nâng cao năng lực tác chiến của cả trung đoàn. Yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực học hỏi. Đúng rồi, Kiều Tiểu Hồng đó, phải điều cô ấy từ chỗ các cậu về rồi. Anh xem anh có ý gì vậy? Thăng chức cho tôi làm trung đoàn trưởng, không những không cấp người cho tôi, mà còn lấy người của tôi đi mất. Không phải ý của tôi, đây là quyết định của ban chỉ huy sư đoàn. Hiện giờ bên thông tin đang thiếu hụt nhân tài, không chỉ mỗi chỗ cậu cần, mà chỗ khác càng cần hơn. Đây là mệnh lệnh của ban chỉ huy sư đoàn, chúng ta chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh thôi. Vậy được, tôi cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh thôi. Thế nào, báo cáo đi, tình hình thế nào rồi? Khu vực huyện Kỳ không có tin gì của Yoshio Edano, thị trấn Mã Gia cũng không có, Quách Gia Đài cũng không có. Các cậu thì sao, có tin tức gì không? Không có. Được rồi, các cậu lui xuống trước đi. Lão Dương, anh cũng đừng quá sốt ruột. Qua hai ngày nữa, chúng ta bảo mấy cậu ấy mở rộng phạm vi trinh sát là được rồi. Đã 3 tháng rồi, một chút tin tức cũng không có. Hình như cố tình tránh tôi vậy. Liệu có phải tên tiểu tử này bị điều về Nhật Bản rồi không? Điều về Nhật Bản sao? Tôi nói này, hắn có trốn trong hoàng cung của Thiên Hoàng, tôi cũng sẽ tìm cách lôi hắn ra. Được đấy, anh có bản lĩnh thì đem theo trung đoàn chúng ta đánh đến Tokyo đi. Tôi vào đội xung kích cho, xung phong đầu tiên luôn. Báo cáo, vào đi. Trung đoàn trưởng, lính mới của chúng ta huấn luyện sắp được 3 tháng rồi. Anh là trung đội trưởng, dù gì thì cũng phải gặp mặt phát biểu vài câu chứ. Phát biểu thì thôi đi, cái này bảo chính ủy đi một chuyến là được rồi. Về chuyện phát biểu thì anh ấy giỏi hơn tôi. Đừng như thế chứ, anh là trung đoàn trưởng, lính mới đến đây ít nhất thì anh cũng phải gặp mặt, cổ động họ chứ. Vậy sáng mai đi, trước lúc luyện tập, bảo bọn họ tập hợp, tôi nói với họ vài câu. Rõ. Tiểu tử cậu hiện giờ là tiểu đoàn trưởng rồi đấy, phải làm gương cho lính mới đấy. Rõ. Đỗ Thanh Minh đâu? Sao không nhìn thấy anh ta? Là thế này, Đỗ Thanh Thời của Tân Nhị Sư hiện đã được điều đến huyện Tân rồi, rất gần với chúng ta. Đại ca, thật sự là anh sao? Sao anh lại đến đây? Tư lệnh vệ thị sát gần đây, anh đi theo ông ấy, tiện thể đến thăm em luôn. Nào nào nào, ngồi đi đại ca. Bác Lộ Quân sắp xếp cho em ở đây sao? Thế là được rồi, điều kiện thế này không phải ai cũng được đâu. Rượu và trà thì thôi nhé, anh uống tạm chút nước lọc đi, để em chịu khổ rồi. Em nói thật nhé, đúng là không bằng bên phía chúng ta, nhưng cũng không có cảm giác khác biệt gì. Anh nghĩ cuộc sống vất vả của em cũng sắp kết thúc rồi.
trên dưới anh đều đã sắp xếp cả rồi. Nghe nói gần đây em đánh thắng trận mấy lần, thái độ bên phía tư lệnh vệ cũng đã có chút hòa hoãn. Thế nên anh nghĩ em sẽ lập tức được điều về thôi. Em không vui sao?